Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi lần nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dân đất Việt đều bồi hồi xúc động, tự hào bởi tấm gương chung với Đảng, chung với nước, thương yêu quốc dân đồng bào của vị lãnh tụ đã dành trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và toàn nhân loại. Trước khi Bác đi xa, người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá, đó chính là bản di chúc thiêng liêng của người. Trong văn kiện lịch sử đặc biệt này, người đã khẳng định vai trò tầm quan trọng của đoàn kết thống nhất trong Đảng, coi đó là biện pháp quan trọng, là việc cần làm trước tiên để xây dựng chỉnh đốn Đảng cầm quyền, từ đó tạo nên sức mạnh, thành công trong sự nghiệp cách mạng. Ngày 10 tháng 5 năm 1965, trước dịp sinh nhật lần thứ 75 tuổi, vào lúc 9 giờ sáng, Bác kính yêu viết những dòng đầu tiên của bản di chúc. Trong 4 năm liên tục, cứ mỗi dịp sinh nhật, Bác đều dành 1 giờ đồng hồ để xem lại, sửa chữa, bổ sung dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. 4 năm, một bản di chúc 1.000 từ. Bản di chúc với từ ngữ giản dị, chân thành, như Bác tự gọi là để sẵn mấy lời. Nhưng đó lại là một văn kiện vô cùng quý giá, là tâm nguyện, là ý chí và niềm tin của một người cộng sản trọn vẹn hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc, là sự trăn trở của một vị lãnh tụ về sự nghiệp xây dựng Đảng. Di chúc là một cái bản tổng kết lịch sử, định hướng tương lai và là một cái cẩm nang thần kỳ để chúng ta hôm nay tiếp tục đi lên. Bác đã đánh giá rất chính xác về bối cảnh lịch sử. Bác đánh giá rất chính xác những cái đã qua đến nước ta. Và Bác vạch ra một cái hướng tương lai. Đó là chúng ta phải cần làm một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng đó phải huy động được sức mạnh toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là người sáng lập rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Người cho rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà trong bản di chúc của mình, Bác dành một phần quan trọng để căn dặn những công việc cần làm cho Đảng. Trước hết nói về Đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như Bác Hồ nói, dân ta đoàn kết. Có đoàn kết mới có được chiến thắng đó. Và cái yếu tố đoàn kết đó là do đâu? Ở trong cái thời đại hiện nay, tính là do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, tức là người khởi xướng. Thành ra Bác mới tổng kết này, sử ta dạy ra rằng, khi nào dân ta đoàn kết thì nước ta được độc lập. Khi nào dân ta chia rẽ thì chúng ta bị nước ngoài đô hộ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết phải là đoàn kết thống nhất trước sau như một. Đảng tuy có nhiều đảng viên, song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người, không cho phép có tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trước hết, Hồ Chí Minh chú trọng đến cái nhận thức của cán bộ đảng viên về cái vai trò của đại đoàn kết trong Đảng. Trong di chúc, Hồ Chí Minh có viết đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Thưa quý vị, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm qua, Đảng ta đã ngày càng nhận thức đầy đủ sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, mà ở đó, việc giữ gìn và phát huy đoàn kết thống nhất luôn được đặc biệt coi trọng. Nhờ vậy, Đảng ta đã quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Kể từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986,
nước ta đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và thậm chí thiếu ăn, ngày nay, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Bộ mặt đất nước, đời sống của nhân dân thật sự thay đổi. Vị thế, uy tín trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Xét cho cùng, những thành tựu thắng lợi kể trên đều là kết quả của sự đoàn kết một lòng của toàn dân, mà hạt nhân chính là sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Chúng ta thấy rất rõ rằng ở nơi nào mà thực hiện tốt các cái nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, trong xây dựng Đảng theo cái chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ở đó đều có đạt được những cái thành tích và cái vị trí vai trò uy tín của Đảng bộ đó góp phần vào vững vàng hơn và xây dựng được cái niềm tin trong nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong suốt 80 năm, kể từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Truyền thống đoàn kết của quân đội ta không chỉ thể hiện qua các cuộc kháng chiến trường chinh gian khổ, mà còn ngày càng được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thấu triệt quan điểm của Bác về vấn đề đoàn kết trong Đảng, trong quân đội càng còn cao hơn, vì trong quân đội là Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện cái nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Thì cái việc đoàn kết trong Đảng trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rất rõ. Đoàn kết đây là trong tinh thần là đấu tranh để thống nhất, để ý chí thống nhất hành động để xây dựng quân đội vững mạnh hơn. Đối với lực lượng quân đội nhân dân, đoàn kết thống nhất vẫn là vấn đề thuộc về bản chất và nguyên tắc xây dựng. Vì thế, việc quán triệt và vận dụng những quan điểm về đoàn kết thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là yêu cầu tiên quyết mà Đảng giao cho Đảng bộ quân đội thường xuyên liên tục thực hiện. Sức mạnh quân đội là sức mạnh về tư tưởng, sức mạnh đoàn kết thống nhất. Mà đây kinh nghiệm các đồng chí là triển khai ở cơ sở, ở chi bộ, ở tổ đảng. Cái này tôi thấy là các đồng chí làm rất tốt đấy. 55 năm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về với thế giới người Việt. Cho đến hôm nay, trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn dùng mọi thủ đoạn phức tạp, tinh vi để chống phá quyết liệt cách mạng Việt Nam, những lời căn dặn quý báu trong di chúc năm xưa vẫn vẹn nguyên giá trị. Với tình cảm sâu nặng, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn dành cho Bác, Đảng ta nguyện giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất tâm, đồng lòng, lãnh đạo đất nước, xây dựng một Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác kính yêu hằng mong muốn.